Chào mọi người, quay lại kênh cân cầu Nhật Bản của mình. Thì hôm nay mình cũng có tiếp một số cân, giới thiệu cho mọi người xem chi tiết rồi mọi người mua ủng hộ mình nha. Đây, hôm nay đây là có một cái cân Olympic, cái số 1. Một cái cân Olympic. Đây, mình sẽ nhầm Shimano. Shimano nha mọi người, mình sẽ quay kỹ lại cho mọi người xem. Bạn ra bạn Fuji set này. Cây này á thì nặng 200 gram. Đọt của nó đọt 26, vươn ra 4m7, thu về như thế này là 1m5 nha mọi người. 4m7 thu về như thế này á là 1m5. Mình nhắc lại một tên này nhé, đọt 26, nặng thì nặng 200 gram. 4m7 phải không? Sao mà cái này thấy thế này mà 4m7 các bạn. Hình như chiều dài mình đọc nhầm. Chị giai đọc nhầm nha mọi người. 2, 4, 5, 6, 7 7, 4, 2, 8 2m7 nha mọi người. 2m7 chứ không phải 4m7. Xin lỗi. 2m7. nha. Rồi, mình sẽ quay cho mọi người xem qua ngoại hình. Cả này thì chỗ này là nhựa này. Cân này hình như là sợi thủy tinh nha mọi người. Xét về ngoại hình thì cây này theo mình thấy á còn khoảng 60%. Cây này á thì thật ra theo mình nghĩ mọi người mua về chỉ lấy được kia đầu bu. Đầu bu cũng mất đá mất rồi. Mọi người mua về chỉ lấy được cái thân cân thôi. Còn lại cái khuyến này thì mọi người có thể thay hết. Nhưng mà với một cái cân mà Shimano á thì lấy được cái thân cân là hợp lý rồi. Mình để giá hợp lý cho mọi người lấy. Cái này á mất đá hết rồi nha mọi người. 1 2 3 4 5, 5 khuyên mà bị bể hết rồi. Khuyên này thì còn đá thôi. Đấy hả? Bạt này á là bạt Fujiset. Cái này là Fujiset FK, cái này là bạt Fuji FS5 á. FS6 á mọi người. Cái này khoảng FS6 nhá. Mình thấy nó ghi sai mà mình thấy cái này chắc là FS6. Đây. Cái này là thép không rỉ này, thép không rỉ nha. Mọi người lại mua cái này về á thì theo mình nghĩ chỉ lấy được kia thân cân thôi. Còn lại thì đây, ở phía trong còn đây. Thay khuyên hết. Nhưng mà tính ra mua thì vẫn rơi đó. Này, đọt này. Đọt 26. Rồi ok. Cây này mình bán 200 nha mọi người. Cái số 1 200. Mua về làm lại. Cái số 2 á là một cây cân 2 khúc. Cây cân 2 khúc. Cây này là FIP. Chất liệu là FIP nha mọi người. Đây. Cân 2 khúc. Cây này chỗ này á, chỗ này người ta thiết kế là như thế, gỗ xốp. Gỗ xốp rất là nhẹ. Cái này nặng còn 100 gram, đọt của nó đọt tới 29, vươn ra thì 2m1, thu về như thế này á. Để như thế này là 119 cm nha mọi người. Tổng thể cái cân này á thì mình thấy nó còn khoảng 70%. Đây, cái cân này mình thấy có điều là máy thứ năm ở phía dưới đây, máy năm ngày đây luôn. Có nghĩa là mọi người cầm tay cầm ở đây mà xoay máy ở đây. Đó. Cũng khá là hay. Bạt này là bạt vằn. Đó, bạt vằn bằng inox không rỉ nha mọi người. Bạt vằn inox không rỉ. Đây, mình cho mọi người xem đọt này. Đó. Cái này thì ngoài hình còn khoảng 70%. Cái này cầu cứng được, cầu giật được. Phíp nha mọi người. Đây, mấy cái khuyên ẩn. Đây. Đây. Đây, cái này hơi bị lệch trên này, mọi người về buộc lại này. Đây, cái này về mọi người buộc lại nhá. Đây. Đây. Mình sẽ cố gắng quay kỹ để mọi người xem. Đây.
Rồi, cái này cái số 2 mình cũng bán với giá 200 ngàn. Cái cân 2 khúc. Rồi, một cái cân rút. Cân rút này mọi người. Đây. 21 3 khúc. Có tất cả 2 4 5 khuyên. 5 khuyên ở ngoài là inox không rỉ, ở trong là đá trắng hết. Cái này á thì là nó nặng 120 g. Đọt của nó đọt đọt này này, 24. À, vươn ra 21, thu về như thế này á là 80 sen. Mình nhắc lại nha, nặng 120 g. Đọt 24. Vươn ra dài 21, thu về là 80 sen. Đây rồi. Mình cho mọi người xem. Ngoại hình cái này thì còn khoảng 70%. Hit event. Đây. Fuji F6. Bạc trượt Fuji F6. Đó, inox không rỉ nha mọi người. Đây. Tomboy. 21 3 khúc. Rồi, mọi người cùng mình xem kìa các khúc ở phía trong xem nha. Đây đọt này. Đọt này. Đây. Đọt này đọt tháp rồi. Đọt tháp chưa được. Đây ở phía trong. Giống ở phía trong thì còn mới. Cái này thì là phíp nha mọi người, chất liệu phíp nha. Đó. Khuyên đâu bù đâu còn đầy đủ hết. Cái này thì mình bán 250 nha mọi người. 250 nha. Cái số 3. 250. Rồi, tiếp là một cái Tomboy, Tomboy 2 khúc nữa. Tomboy 2 khúc. Bạt Fuji F7. Này, cái này á, ngoài hình như thế này thì theo mình thấy còn khoảng 80%. Cái này nặng 160 g, đọt của nó đọt 21. Vươn ra cũng là 21, thu về như thế này á là 1m1. Vươn ra 21. Mình nhắc lại nha, nặng 120 g. Vươn ra 21, thu về như thế này 1m1, đọt của nó đọt 21. Rồi. Cái này á thì chất liệu của nó là chất liệu của nó fib nhưng mà đọt này được làm được chắc. Chắc này là nhà sản xuất làm chứ không phải mình làm đâu nha. Được chắc ở phía trên này á là đọt nhựa đặc. Nhựa đặc cứng nha mọi người. Nhựa đặc. Rồi. Đấy. Đây, đọt này là đọt đặc nha mọi người. Đây. Nhựa này là nhựa tổng hợp. Đọt này nó làm đọt đặc. Đây. Còn khuyến á, khuyến này để mình xem nha. Khuyến ở đây là 1 2 3 4 5 6. 6 cái khuyên. 6 cái khuyên. 6 cái khuyên á thì đầu bu này á, bao gồm cả đầu bu nha mọi người. 2 4 6. Đầu bu này là đá đen này. Còn lại tất cả đều là đá trắng, nhưng mà có một cái khuyên ở đây này. Một cái khuyên ở đây nó bị bung. Đây này. Khuyên ở đây nó bị bung inox. Đây. Inox chỗ đấy nó bị bung ra rồi. Đây này cũng được. Đây. Inox ở đấy nó bị bung ra đó nha mọi người. Cái này thì về mọi người chậm lại một thì máy han á. Chậm lại một cái. Chậm lại một cái con không thể quấn cược. Quấn cược cũng được không sao. Cái này thì theo mình nghĩ quấn cược là được. Nói chung là mọi người mà có đam mê á thì mua về làm lại rất là sướng. Đây. Bạt Fuji F7 inox không rỉ. Inox không rỉ Fuji F7 nha mọi người. Rồi ok.
Cái này cái số 4 mình bán 300. 300. Đó là cái này mình bán 350, nhưng mà nhưng mà có một cái khuyến nó bị búng đó về mọi người quần cước thì mình để lại tiền cho mọi người về quần cước nhé. Cái số 4 350. À 300 chứ quên, nhầm nhầm. 300 nha mọi người. Rồi, một cái cân rút cầu tay giả trúc. Cái này cũng chất là phíp giả trúc. Đây. Đây người ta giả này mất rồi. Vip giả trúc. Đọt này. Đọt này đọt mảnh. Đọt mảnh nha mọi người. Đọt mảnh, đọt này có 0.7 à. 0.7. Cái này á mình sẽ đọc thông số cho mọi xem này. À cái này là 120 g, đọt 0.7. Dài á là 3m6. Thu về như thế này là 105 cm. Đọt 0.7. Nặng 120 g, 3m6. Thu về như thế này 105 cm. Rồi, mình sẽ rút ra cho mọi người xem các giống ở phía trong. Một này. Hai này. Giống ở phía trong thì con đẹp. Ba này. Giả trúc thịt nha mọi người, cái này giả trúc. 4. Rồi, 4 giống. Đặt dẻo. Phần từ đây, từ đây là người được người ta quấn nhờ này. Quấn nhờ hết nha mọi người. Đó. Rồi, cái này là cái số 5. Cái số 5 mình bán 200. Số 6. Số 6 là một cái cân gì đây? Neo Jaguara Chain. 36. Cân này còn như mới. Này. Cân này còn như mới nha mọi người. Theo mình thấy như thế này á thì nó còn phải trên 90%. Đây. Cân rút cầu tay. Đây, thậm chí ở dưới này còn mới. Cái này thì chất từ flip đây này. Ok. Cái này á nặng 120 g, nặng 120 g. Đọt của nó đọt 1 ly, đọt số 1. 36, dài 36. Còn thu về như thế này là 1 mét cho mọi người. Quay để mọi người xem các giọng phía trong này. Xem đọt của nó luôn. Đây, đọt 1 ly. Vuốt. Đọt mảnh nhá. Ở phía trong rất là mới này, 1 này. 2 này. 3 này, 4 khúc. 4 khúc ở phía trong còn mới bóng nha mọi người. Mình phải nói là rất là mới, mới bóng. Cân này, cây cân này rất là mới luôn. Cái cân này rất là mới. Đây. Rất là mới nha mọi người. Mình nhắc đến nhắc lại rất là mới. Cái này cái số 6. Số 6 mình bán với giá là 300. Rồi, đây có một cây nữa. Ý như cây vậy, cây đó. Giống kiểu đi theo cặp á. À, mình nói cái này này. Cái số đáng nói về cái số 6 nha. Từ ở đây này, từ ở dưới gần giữa cạn đây lên tới đây là người ta thiết kế làm nhám. Làm nhám cho mình cầm khỏi bị trơn tay. Làm nhám nha mọi người. Đây. Đây có một cái y chang cái đó này. Y chang cái đó thôi. Chỉ khác nhau ở chỗ này thôi, mình thấy khác nhau ở chỗ này thôi. Là cái thông số này thì mình không được rõ lắm. Này. Một cái là 12006008316, một cái là 20146008316, còn tất cả đều giống nhau hết. Giống nhau hết nha mọi người. Này, cái số 6 này. Cái này cái số 7 chắc mình cũng khoảng 700, à 300. Đây, ngoài xem nha. Y chang cái kia rất là mới, mình nhắc đi nhắc lại rất là mới. Từ đây, tới đây.
cũng được lâm nhám. Lâm nhám này. Cây này cũng giống ý cây kia, 120g, đọt 1 lưỡi, dài 36, thu về là 1 m. Rồi. Để mọi người xem đọt của nó. Đây. Cây này chất liệu cũng là fib cho mọi người. Ở phía trong rất là mới. Nó thì là 4 đốt. 4 đốt nha. Ở phía trong rất là mới. Hai cây cân này gần như gọi là mới nguyên nha. Ok. Ngoài hình trên 90% á. Rất là mới, mới nguyên. Đây, cái này cái số 7. Mình cũng bán về giá 300. Số 8 là một cái cân 2 khúc. Cân 2 khúc đây. Cái này là nhựa tổng hợp, nhựa siêu bền. Đây. Sợi nhựa tổng hợp mà nhựa đặc. Đó. Cái này á thì cũng nặng 120g. Đọt của nó là đọt 2 ly. Đọt này đọt 2 ly nè mọi người. Đó. Còn cái này á dài 1m6, thu về như thế này là 84 cm. Đây. Cái cần hai khúc. Ở những chỗ này á là người ta đều làm inox không rỉ. Các hộp nổi á đều là inox không rỉ nha mọi người. Để vừa cường lực, vừa chống rỉ. Cái tay cầm này bằng nhựa này, tay cầm này bằng nhựa này. Bát vặn này cũng là bát nhựa này, bát vặn nhựa này. Khuyên của nó á, khuyên của nó cái này á là người ta tự cuốn như vậy. Cái này người ta tự cuốn. Người chủ của cái cân này người ta tự cuốn. Đó. Người ta mua khuyên uốn về, người ta tự cuốn. Đây. Chỉ duy nhất cái đầu bú này là có đá đen này. Đầu bú này có đá đen. Thông số thì hồi nãy mình đọc cho mọi người nghe rồi nha. Rồi, cái này cái số 8. 2, 4, 6, 7, 8. Cái số 8 mình bán 200 nha mọi người. Rồi, số 9, một cây cần rút. Cần rút, cây này là carbon nhưng mà sản xuất Trung Quốc. Đây. Ngoại hình của nó như thế này á thì mình theo mình đánh giá là chỉ còn khoảng 60%, nó mất cái nút ở dưới này đó này, mất cái nút bọc ở dưới này nhá. Cái này á thì nó nặng 140g. Đọt là 22. Vươn ra 3m3, thu về như thế này á là 73 cm nha mọi người. 73 cm. Đọt 22 này. Đây mọi người xem ở các đồ ở phía trong được nha. Đây, ở trong đây thì con mới. Đây. Buộc tốt rồi. Này mọi người xem gân ngọc bón này. Gân ngọc bón nha. Đó. 1 đốt, 2, 3 đốt, 4 đốt. Đây, gân ngọc bón hết này. 5 đốt, dài 33. Đó. Rồi, nói tới khuyến này. Khuyến á, thì cái này vì cần tay trợ máy nên khuyến nó không to, khuyến nhỏ xíu à. 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyến đá đen. Còn đầu bú á, thì mất đá mất rồi. Đầu bú mất đá rồi nha mọi người. Đây. Bát của nó á, là Fuji F6. Fuji F6. Đây. Rồi, ba. Mày đến China. Cái này về mọi người thấy cái đầu bú nữa là sai ok. Cái này cái số 9 mình bán 300. Cái này chắc đi ngay nhầm đây. Về thay cái đầu bú sai ok. Không bỏ thêm đá.
Rồi, một cái cân cân này hình như cân Olympic hay gì á mà nó bị mơ à NFT. NFT thì là nội địa Nhật. Cái cân tái trợ máy. NFT. Đây. Ngoại hình tổng thể của nó thế này đây. Cân này cân đọt mạnh nha mọi người. Đọt mạnh. Cái này ấy, thì nặng 200 g. Đọt của nó đọt 0.9. Dài 4m4. Thu về là 113 cm. Đây. Mình sẽ rút ra cho mọi người xem đọt trước này. Đọt này. Đây. Đọt mạnh nha. Đọt mạnh. Rồi, xem các độ phía trong nha. 1 2 3 2 3 4 5 5 đốt. Các đốt ở phía trong thì còn khá là đẹp. 5 đốt. À. Rồi. Cái này á, giờ nói tới khuyên này. Khuyên thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 khuyên. Tất cả đều là khuyên nhựa ở trong bọc đá, đá trắng. Đá thì còn tất cả đều còn nguyên đá hết nha mọi người. Nhưng mà ở phía ngoài này á, nhựa thì nó bị nứt ra này. Nứt. Hầu như cái nào cũng nứt hết, chỉ có cái đầu bú này bằng inox không rỉ thì nó không nứt thôi. Đó. Hầu như bị nứt hết. Rồi. NFT này mọi người. Thương hiệu nội địa Nhật. Cái này thì về á, ai chơi sáng á thì thay lại hệ dân khuyên, còn không á thì nhỏ keo vô đây cũng được không sao. Vì nói chung là một cái cân NFT á, cân trống thôi, cân trắng á thì cũng xứng đáng để cho mọi người thay khuyên rồi. Vì cân này thì chất lượng thì khỏi phải chê. Bạc thì bạc Fuji F6 trượt, inox không rỉ. Tay á, tay cầm á thì từ đây tới đây là người ta cuộn đá, à cuộn nhờ hết cho mọi người, cuộn nhờ hết. Cái cân này thì để mình xem này, cái cân này cũng chất liệu fib nha mọi người, chất liệu fib luôn. Rồi, cái cân này mình bán 300. Cái này cân trắng thôi cũng có giá 300 rồi. Mọi người mua về thay lại dần khuyên vẫn rồi. Mình thật á, còn không ai không thích á, để khuyên gì nhỏ ké vô còn được. Cái này cái số 10. 10 300. Rồi, một cái cân hai khúc ra bằng nhựa tổng hợp nữa. Cái này nhựa tổng hợp. Đọt này đọt đặc. Đọt này đọt đặc này. Đặc nha mọi người. Đây. Mọi người xem hết tổng thể cái cân này đây, cân hai khúc. Ở những chỗ này người ta bọc inox không rỉ hết này, nó vừa cường lực mà vừa chắc nữa này. Đây này. Thấy không? Cái này á thì nó là nặng 160 g. Đọt của nó tới 2,5 ly. Cái này vươn ra 1,6. Như thế này là 85 cm. Đó. Phần tay cầm này á được làm bằng nhựa luôn. Đây có đánh nhám để cho mình cầm khỏi bị tuột. Bát của nó là bát vặn. Đây, bát vặn. Bật vắn nha. Khuyến này, khuyến inox. Khuyến inox không có đá. 1, 2, 3, 4. 4 cái khuyến bao gồm cả cái đầu bú này. Đây. Cần này tính phải tự buộc. Cần này thì nhà sản xuất người ta làm thế này. Làm rất là tính xảo nha mọi người. Rồi, ok. Cái này á, đợi mình một chút. Cái này là cái số 11. 11 này mình cũng bán với giá 200 ngàn. 200 nha. 11, 200.
12 một cái cân tay trơ máy Olympic Fuji F5, bản Fuji F5. Này, nhìn ngoại hình như thế này á thì cái cân này còn khoảng trên 75%. Trên 75% nha mọi người. Đây. Chất liệu của nó thì để mình xem thử nha. Fip. Chất liệu của nó fip nha mọi người. Rồi, cái cân này á thì là nó là nặng 180 g, đọt của nó là 1 ly, dài 3m6, dài 3m6, thu về như thế này á 85 cm. Rồi mọi người xem đọt này, đây ok, đây cái này người ta hạ đọt rồi mọi người. Hà đọt. Mơ quá nhìn rõ nơi này cũng được. Này, khuyên này. Khuyên này. Khuyên. Khuyên này khuyên chim ở phía trong nha mọi người. Này, nó làm rất là kỹ. Cần mà cần Olympic thì nó làm rất là kỹ rồi. Này, bọc bảo vệ, bọc inox bảo vệ hết nhá. Đây. Bọc inox bảo vệ hết này. Inox không rỉ. Ồ. Ồ. Mình vừa mới phát hiện ra cái cân này nó bị bể. Bị bể ở đây. Bể này á thì về mọi người quấn nhớ. Quấn nhớ. Chỗ này chỗ to không có sao, quấn nhựa được. Cái này quấn nhựa đồ keo, bị bể này, quấn nhựa đồ keo nha mọi người. Còn các giọng ở phía trong thì con rất là mới, khuyến ẩn, giọng ở phía trong mới hết. Đây, inox cũng rỉ, chỗ này được quấn nhờ nữa này. Chỗ này cũng quấn nhờ, quấn nhờ. Rồi ok. Cái này á, nếu như mà ok á thì mình sẽ bán với giá là 350.000. Nhưng mà mình bán để mọi người về quấn nhờ nhá. Olympic thì cái này mình sẽ bán với giá là bản Fuji Epetra 5 không rỉ này, inox không rỉ này, cái này thì mình sẽ bán với giá là 200 về mọi người quấn nhớ cái số 12 200. Đây, một cái cân này. Cân này thiệt không biết bán sao luôn á. Cân này 4 khúc. 4 khúc. Nhưng mà làm bằng tre hết nha mọi người. Cân tre 4 khúc hết. Đó. Cái này thì nặng 120 g thôi à. Đọt này đọt 1 ly 3. Dài 3m4. Dài 3m4. Còn như thế này là 1 m. Thu về như thế này là 1 m. Cái này là người ta có cái đọt này. Là bằng tre, nhưng đọt này là đọt cũng đọt tre luôn. Đọt tre luôn. Hay, rất là hay. Hay nhá. Thôi, cái này mình không bán. Cái này mình không bán. Ai mua cái cân số 10
Rồi hôm nay á thì mình sẽ tặng cây này. Cây này là cây số bao nhiêu rồi? 13. Cây 13 này không bán tặng nha, 13. Tặng kèm rồi mình giới thiệu cái 14 cái đã, rồi mình giới thiệu cái 15 nha. Đây cân 14 hiểu gì mình cũng biết là 46 6 khúc như thế này á thì nó là 89 cm, nhìn ngoài hình thì nó còn khoảng 60%. Nó nặng 300 gram. Đọt của nó là đọt mảnh 0.9. Vươn ra 4m4 chứ không phải 4m6 như người ta ghi, mình đo thì được 4m4 thôi. Nó thu về như thế này 89 cm. Đây đọt của nó đợt mảnh nha. Đây đây mình kéo các dòng phía trong ra cho mọi người xem. 1 2 3 4 5 6 giống nha mọi người, 6 giống, 6 khúc, 6 giống. Rồi nói về khuyên này, nói về khuyên á thì cái đầu bú này á, đầu bú này này là inox, ở ngoài bị inox, ở trong là đá, đá trắng. Còn ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 khuyến đều là nhựa. Nhựa ở trong có bọc đá, ở trong có đá trắng. Dưới có một khuyến này không có đá trắng này. Còn cái này thì bị bể hết rồi. Đó. Cái này coi như mình cũng sẽ bán cân trắng cho mọi người luôn. Ồ, Fuji F6. Mất cái trượt luôn này. Mất cái trượt luôn nhá. Mất cả giữ cân luôn đây. Rồi cái này coi như mình cũng bán cân trắng cho mọi người về tự làm lại. Cái này cái số 14 cái này mình bán 150. Coi như bán cân trắng để mọi người về tự làm nhé. Cái số 15 là một cái cái này cái gì đấy, FG Olympic, à Olympic ngon. Cái này nhìn ngoại hình như thế này thì còn khoảng 70% trên, 70% trên nha mọi người. Từ đây tới đây là người ta quấn nhờ này. Đó cái này á thì nặng 340 gram, đọt của nó là 1.4, vươn ra 51, thu về là 81 cm. Đây đọt nó đây. Cái này là bị mất cái đầu bú. Mất cái đầu bú chứ không phải gãy đọt đâu nha mọi người. Cái này mất cái đầu bú thôi. Rồi mình cho mọi người xem các giọng phía trong. Cái này chất liệu cũng là phíp luôn nha mọi người. Còn tất cả các khuyên đều là inox không rỉ, không có đá ở phía trong. Chất liệu của nó phíp. Ôi mình quên để mấy giọng mất rồi. 1, 2, 3, 4, ở phía trong con rất là đẹp, 5, 6, 7, 7 giống, 7 giống nha, 7 giống phíp ở phía trong con đẹp, mình xem đọt của nó xem nào. Chô chà, cái này đọt đặc luôn này. Ngon. Cái này đọt đặc luôn nha mọi người. Cái này chỉ thiếu cái đầu bú thôi, chứ không phải gài đọt nữa. Ngon. Mà cậu cái này cái này thậm chí không cần phải có đầu bú. Cái này buộc, à cái này buộc cũng được. Rồi. Khuyến của nó này,
phiên inox không có đá. Còn tất cả những cái chỗ mà khớp này này đều là có cường lực hết nhá. Tất cả đều có cường lực hết nha mọi người. Cường lực inox không rỉ hết. Olympic 51. Bạt của nó Fuji E76 này. Fuji E76 inox không rỉ. Quần nhờ. Cái này á, cái số 15 mình bán à, đáng lẽ là cái này mình sẽ bán 500, nhưng mà nó mất cái đầu bú mất rồi, không, mình bán 450. Cái số 15 450. Tặng kèm cái số 13 nha mọi người. Tặng kèm cái số 13. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.